Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 18 tháng 7 thì Xuân Đình lại tiếp tục lên cho các bác những sản phẩm về âm thanh bãi. Và hôm nay thì toàn tuyển chọn cho các bác là những sản phẩm gọi là siêu đẹp. Một chiếc âm ninh PNR 7800 mắc đôi huyền thoại cho các bác. Mặt tiền không có một vết xước và đây một chiếc âm ninh rất là xuất sắc. Một chiếc súp điện Pol Audio của Mỹ bass 25. Súp này là các bác nghe nhạc và hát gia đình rất là ok này. Điện 220V rất là tiện dùng. Còn ở phía bên trên thì là hai chiếc âm ni cũng đều là của hãng PNR. Một chiếc 7600 mắc đôi nguyên cả catalog. Đấy, 7600 mắc đôi và 7800 mắc đôi các bác nhá. 7600 mắc đôi thì nó có cái đặc trưng riêng, nó là dòng xuất âm tụ. Đấy, thì mỗi một cái chiếc âm ni nó đều có cái chất âm nó sẽ khác nhau một chút, và dòng này thì giá nó sẽ rẻ bằng một nửa so với 7800 mắc đôi. Thì đây là 7600 mắc đôi. Và bên này thì là một bộ gồm có âm ni tuner của 8800 trơn. Chưa bao giờ thấy chiếc âm ni mà Xuân Đình về cho các bác nó được đẹp đến như vậy. Vì chiếc âm ni các bác có thể thấy rõ những cái dòng 8800 và 8900 ấy thì nó sẽ đẹp hay không thì nó sẽ ở cái volume này. Đấy. Cái ba lăng ở bên trong các bác có thấy rõ là nó mới đến gọi là hầu như chưa từng sử dụng luôn. Mặt tiền là đẹp đen kem. Và mức giá thì nó trượt giá rất là nhiều rồi. Ngày trước cách đây khoảng độ hơn một năm mà Xuân Đình bán ở những cái dòng này thì nó có mức giá là 4,5 triệu. Nhưng hiện tại bây giờ cả âm ly, cả tuner đẹp như thế này mà mức giá cũng chưa đến 4,5 triệu. Đấy, các bác nghe đài thì nghe trên radio ở bên trên. Đấy, đây là một bộ combo gồm có hai thớt âm ly và tuner. Sau này chạy xò sắt nhé. Tiếng thì rất là tuyệt vời. Đấy, bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết cho các bác luôn. Và mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp với Xuân Đình theo dõi trên bài là 0395 727582. Địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm đây cửa hàng Xuân Đình đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Bây giờ thì sẽ quay chi tiết cho các bác từ cái bộ rẻ nhất, đó là bộ 8800 này, siêu đẹp. Ở đây thì hiệu ứng trên điện thoại nó cũng chưa được sắc nét cho lắm. Còn nếu như các bác mà mua hàng hoặc các bác qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng thì các bác sẽ thấy giật mình. Đấy, và cũng không nghĩ được là cái chiếc âm ly nó mấy chục năm rồi nó được đẹp đến như vậy. Đấy. Đẹp đen kèm. Có chỉnh bát tép bằng chiếc áp bi. Và đây là tần số của bát, tần số của tép, cầm ton, volume. Bên trong là ba lăng. Đấy. Đẹp như mới luôn nhá. Và chưa bao giờ Xuân Đình bán những chiếc âm ly 8800 trơn mà có cái ba lăng nó đẹp đến như vậy. Size 42 điện 100V. Dòng này thì có công suất là 110W. Nhưng ở những cái đời này thì nó sẽ không ghi công suất lớn. Những dòng 8800 và 8900 thì nó chạy 8 sò sắt mà nó chỉ ghi có 140W thôi. Cho nên ở những cái dòng này các bác sẽ chơi rất hay với những cái cặp loa bass 25 PNR của PNR. Bass 2530. Các bác có thể ghép đồng bộ với những cặp cặp loa PNR như những dòng F7000 hoặc CF45T66, hoặc các bác ghép với những dòng F700 hoặc F900 bass 30. Cặp này đánh rất là tuyệt vời luôn. Đẹp xuất sắc. Độ đẹp của nó đạt đến khoảng độ 97%. Nhiều khi các bác lại bảo Xuân Đình chém gió quá, nhưng các bác có thể thấy rõ này, giác cắm này. Đấy, mới tinh. Điện là 100V, công suất là 100W này, cầu loa. Cái watt ở đây thì nói luôn với các bác là cái đời của những dòng 8800 và 8900 thì sẽ ghi rất là cái watt nó rất là nhỏ, nhưng dòng này chạy xò sắt và máy thì rất là gấu luôn. Ghép tốt các loại loa Nhật bass 2530, tiếng thì cực kỳ tuyệt vời. Đẹp xuất sắc. Mức giá cả một cái bộ này thì chỉ có 4,200,000 đồng các bác nhá. 4,2 triệu cả bộ gồm có tuner và âm ly. Tuner là hàng nội địa điện 100. Đấy, đèn rất là đẹp. Đèn màu vàng rất là ấm cúng. Khi các bác tắt điện đi để các bác nghe nhạc thì nó rất là đẹp luôn, sang trọng. Nội địa anh em của nó 90. Đẹp xuất sắc, combo rất là chất. Giá chỉ có 4,2 triệu. Bên này là chiếc âm ly 7600 mắc đôi. Cũng là hàng tuyển chọn. 7600 mắc đôi thì ra đời trước, sau đó đến 7800. Thì 7600 mắc đôi này thì nó chỉ có công suất là 115W, nhưng dòng này là dòng xuất âm tụ nên tiếng nó rất là ngọt. Các bác nào mà đang chơi những cặp loa cổ bass 20-25 hoặc là những dòng loa tầm giải, những dòng loa bookshelf mà ghép với những cái bộ này thì rất là hay. Máy chạy là 4 sò than cánh xanh đen, công suất là 115W. Độ đẹp của nó cũng đạt đến 95%. Nguyên cả catalog. Đây, catalog của máy này, nguồn còn vàng óng luôn. Đấy. Cáp trong vắt. Đây là phía đằng sau. Các cái phần giắc cắm rất mới. Đấy, số seri của nó là 2312.
điện là 100V nhé, công suất 115W, suất âm tụ. Chiếc âm ly này đang có mức giá là 4.800.000 đồng, giá cũng rất là mềm luôn, và âm ly thì còn nguyên cả catalog. Thì các bác nào mà đang cần chơi những chiếc âm ly siêu đẹp, mà đặc biệt đây là những dòng âm ly suất âm tụ, tiếng rất là ngọt, mềm mại, 7.600 mắc đôi, giá bằng một nửa so với 7.800 mắc đôi, giá là 4.800.000 đồng. Các bác nhanh tay sở hữu những chiếc âm ly đẹp thì cứ alo cho em số đỉnh. Còn ở phía đằng sau, hôm nay chỉ có 4 sản phẩm thôi, nhưng mà toàn là những hàng xuất sắc. Đằng sau này là chiếc súp điện, súp điện là Pol Audio, là hàng của Mỹ rồi. Đấy. Bát 25 gân cao su màng carbon, điện là 220V. Súp này thì kích thước chiều cao đạt tầm 38, chiều ngang của nó là 36 và chiều sâu của nó đạt là 35. Điện là 220. Pol Audio. Model của nó PSVK202. Subwoofer này, điện là 220V. Đấy, có bật tắt nguồn, đảo pha này, volume to nhỏ này, cắt tần, đây là đường vào. Súp đã test là hoạt động tốt rồi. Cái thứ nhất đó là sử dụng điện 220 nên các bác không sợ phải cắm nhầm điện. Bát của này là bát mặt. Còn này thì có cấu hình là bát 25 các bác nhá. Bát 25 gân cao su màng carbon, bát đánh rất là tốt, phù hợp cho các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Súp này thì đang có mức giá là 4.800.000 đồng. Súp Mỹ mà giá thì nó rẻ hơn cả súp Nhật luôn. Thì đây Xuân Đỉnh cũng rất ít khi về những dòng Pol Audio, nhưng đây là những dòng súp rất là chất, đánh bass cũng rất là hay. Tuy rằng không thể so sánh với những dòng súp Yamaha được, nhưng mà ngược lại thì mỗi một cái dòng súp nó đều có một cái chất âm khác nhau. Và đặc biệt đây là dòng súp Mỹ, điện 220. Mức giá chỉ có 4.800.000 đồng các bác nhé. Bass 25, giá rất là mềm mại. Còn cuối cùng là một cái siêu phẩm của Pioneer, đó là dòng 7.800 mắc đôi. Cứ về cho các bác là nói rõ là phải là đẹp long lanh rồi, vì những dòng này thì nó cũng khá là cao tiền. Nếu như bình thường thì hiện tại bây giờ thì nó cũng giảm đi rất là nhiều rồi, nhưng 1-2 năm về trước thì nếu những chiếc âm ly như này thì toàn giá là trên 10 triệu hết, mà chưa chắc nó được đẹp như này. Các bác có thể thấy rõ là chiếc âm ly nó quá xuất sắc, mặt tiền đẹp đeng keng, không có một vết xước nào cả. Âm ly thì đánh hai cầu AB, có công suất là 155W, có chỉnh bát tép trên máy. Phần âm sắc của những dòng 7.800 mắc đôi nó được ví danh giống như nó rất là ngọt, nó đẳng cấp nhất trong những cái dòng âm sắc của hàng bãi Nhật, của những chiếc âm ly hàng bãi Nhật rồi. Ở những phân khúc tầm tiền này nhá, thì đây là những chiếc âm ly rất là hay. Hai đèn vu đẹp, máy thì còn zin và đẹp xuất sắc, cáp trong vắt. Đấy, linh kiện máy này các bác có thể thấy rõ. Dòng này thì vẫn nhấn mạnh với các bác thì Xuân Đỉnh zoom to lên để các bác có thể nhìn thấy rõ là cái sò nó đây. Máy sẽ chạy sò là 1075 và 2525. Và đây là sò zin luôn nhé. Đấy. Để các bác mua, không phải là mua hàng của Xuân Đỉnh hoặc mua hàng ở chỗ khác, nhưng các bác sẽ nhìn thấy những cái mã sò này để các bác biết là đây là sò zin. Linh kiện máy móc là mới kính cong và rất là đẹp. Một nguồn. Đấy, 4 sò 2 tụ. À, cái nguồn thì Xuân Đỉnh cũng vẫn chia sẻ các bác là đừng để ý nguồn đen nguồn vàng làm gì cả, vì các bác chỉ mất thêm tiền khi mua nguồn vàng thôi. Đấy, và cái chiếc âm ly này thì đang có mức giá là 9.500.000 đồng. Sắt xi và ngóng, nội thất bên trong ruột gan đẹp, sắc cắm mới tinh. Đây. Đấy. Và số seri của chiếc âm ly thì đang có số seri của nó là 5694. Đấy, 155W, đấy là seri của máy nha. Và đây là một cái video quay rất là chi tiết cho các bác, không cũ mà cái gì cả. Vì đây là những chiếc âm ly tuyển chọn của hàng Xuân Đỉnh. Thỉnh thoảng thì có những chiếc âm ly nó bị móp méo là do vận chuyển. Còn đâu là hàng tuyển của Xuân Đỉnh các bác thấy rõ. Từ những sợi cáp này, mới tanh, ruột gan, sạch sẽ, đẹp. Đấy. Không bị đen xì hay bị cháy gì cả. Mức giá là 9.500.000 đồng. Và đây là 4 sản phẩm mà Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết trong video buổi tối ngày hôm nay. Toàn là những hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, và các bác tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình để lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.